Ok, chào các dân chơi. Dân chơi Samsung mới chịu nghe. Mà hiểu Samsung là gì không? Sam là bu như Sam, Samsung tức là con Sam này rất là sung. Xin giới thiệu Samsung Galaxy Note 7 Smartphone Feel the Beat. Ý lộn, Things Beat tùm lum màu sắc trời không ế. Bao lỗ đầu, không thấm nước. Ký tên nhanh gọn lẹ, nhận diện bằng lỗ ghen. Nhưng mà có một điều. Boom, oh my god. Xa xa, có khói bốc lên cao. Chỉ vì bị xì khói có mấy cái mà Samsung thu về hàng loạt mà không hề tiếc. Giờ rồi bỗng dưng nổi tiếng. Kích cỡ pin tỏ bất thường là nguyên nhân khiến cho thiết bị này phát nổ khi vừa cắm sạc. Samsung Galaxy Note 7 sẽ bị từ chối vận chuyển trên chuyến bay, sẽ khiến nhà sản xuất Hàn Quốc mất tới 17 tỷ đô la Mỹ. Sau chưa đầy 2 tháng ra mắt, Galaxy Note 7 sẽ bị khai tử về việc cầm mang điện thoại Galaxy Note 7. Vậy nên áp lực đè nặng lên Samsung khi giới thiệu dòng sản phẩm tiếp theo. Samsung muốn lấy lại uy tín nên không thể thất bại lần nữa. Vì vậy họ đã đặt tất cả tâm huyết vào siêu phẩm này, Samsung Galaxy S8. Vậy liệu thằng S8 này có bị nổ nữa không vậy trời? Đây là một điều để cho các dân chơi đáng phải gãi đầu vì cũng hơi rung. Nhưng mà đã gọi là dân chơi, tín đồ của Samsung thì hãy nên học cách bớt rung. Và tốt nhất là đừng có rung nữa, mua S8 về xài thử đi ha. Samsung Galaxy S8, sự vĩ đại đã quay trở lại. Vậy những khách hàng mua Galaxy S8 lần này họ là ai? Vì sao? Ở ngoài nắng lắm nhớ mang dù. Họ tới FPT Shop mua quá đông, chật cứng chật nứt, không biết người nào bị viêm cánh. Nên những khách hàng chọn Galaxy S8 là những khách hàng bản lĩnh, thông minh và họ có đeo khẩu trang. Vì họ đã chọn đúng thời điểm để sở hữu sản phẩm hoàn hảo nhất, sản phẩm vĩ đại dành cho những khách hàng vĩ đại. FPT Shop hân hạnh phục vụ những khách hàng vĩ đại. Nhớ đeo khẩu trang nha. FPT Shop đông dữ lắm, không biết người nào bị hôi nách đâu. Hotline miễn phí 1800 6601.